Chào các bạn và chào mừng các bạn lại quay lại với Pia Channel. Mình là bác sĩ Thu Trang Pianissimo. Video này sẽ được lên vào dịp năm mới và sẽ có quà cho các bạn nhá. Nên là nhớ xem đến hết video để có quà, để nhận quà nha. Nếu mà ai may mắn thì chắc là sẽ may mắn suốt một năm luôn. Trước khi vào video thì mình lại quay lại với một câu nói rất là quen thuộc. Đó là bạn nào chưa biết đến mình thì có thể vào Facebook cá nhân của bác sĩ là Dr. Trang PA. Nếu như bạn nào cần có sự tư vấn trực tiếp thì có thể contact trực tiếp với bác sĩ qua Facebook cá nhân nhá. Bạn nào muốn mua hàng ủng hộ bác sĩ thì có thể vào page Dr. Trang PA yêu ra đúng cách này. Và bạn nào muốn đặt các câu hỏi thì vẫn cứ tiếp tục đặt các câu hỏi dưới các cái video nha. Mình chắc chắn là những cái video của mình thì sẽ luôn luôn mang lại cho các bạn những cái kiến thức bổ ích đấy. Và hôm nay sẽ là một video về BHA. Các bạn đã nghe rất là quen thuộc rồi đúng không? Nhưng bạn có chắc chắn là đã hiểu hết về nó và cách sử dụng của nó như thế nào chưa? Thì hôm nay sẽ là một video hơi chuyên sâu một xíu về BHA cùng các cái sản phẩm BHA mà các bạn có thể lựa chọn cho da của mình cũng như là cái cách sử dụng như thế nào cho nó phù hợp nhất nhé. Và video này có quà nên các bạn nhớ xem đến hết video để nhận quà nhé. Những ai chưa like, chưa subscribe thì nhớ like và subscribe để đón xem tiếp các cái video tiếp theo của mình nha. Ok, bắt đầu thôi. Thì các bạn biết là đầy đủ của BHA là gì nào? Beta hydroxyacid. Chúng ta thường biết đến BHA qua cái thành phần đó là salicylic acid. Và đi vào BHA thì không chỉ có salicylic acid đâu các bạn. Ngoài ra thì có beta hydroxybutanoic acid, rồi là tropic acid, chetocanic acid, citric acid. Citric acid thì được xếp nửa HA, nửa BHA. Nhưng mà salicylic acid thì quá là nổi tiếng rồi và ai cũng nhắc đến salicylic acid và nghĩ nó là BHA. Nhưng thực ra thì khi các bạn nhìn vào cái công thức, cấu trúc hóa học của nó thì nó không hoàn toàn giống với BHA vì nó có một cái thành phần là cái vòng benzen đây này. Chính cái vòng benzen này thì khiến cho salicylic acid có một vài các cái đặc tính đặc biệt hơn so với BHA và nó được xếp, thực ra nó được xếp vào nhóm phenolic. Thứ hai là ta sẽ đi vào cái tác dụng chính của BHA là gì. Thứ nhất là phải kể đến đó là keratolysis, là nghĩa là kiềm sừng, tiêu sừng. Nó có khả năng làm bong các cái lớp tế bào chết ra khỏi da của chúng ta. Vì vậy mà rất là phù hợp cho các bạn mà có mụn đúng không nào, hay là da dày sừng đúng không nào, thì rất là phù hợp. Rồi thứ hai, nhờ cái đặc tính là ngấm rất là sâu vào các cái tuyến dầu, nó tan được trong dầu mà, nó ngấm rất là sâu vào tuyến dầu nên nó sẽ ức chế và kiềm dầu tốt, đặc biệt tốt cho các cái bạn da dầu ha. Cái thứ ba đó là riêng về salicylic acid, thì salicylic acid thì nó sẽ có tính acid nha các bạn. Còn BHA mặc dù nó là acid nhưng mà nó lại có cái mức pH là trung tính chứ nó không phải là acid. Đây là cái điểm khác nhau. Rồi một cái điểm thứ tư đó là salicylic acid thì nó gần tương tự như aspirin đó các bạn. Thế nên là nó có tính kháng khuẩn. Cái tính kháng khuẩn này cũng rất là hữu ích cho các bạn có mụn đúng không nào? Nhưng mà BHA thì không. Rồi cái tiếp theo đó là cái vòng benzen trong cái cấu trúc của salicylic acid khác với BHA ấy, thì chính nhờ cái vòng benzen này lại giúp thay đổi cái bước sóng của tia UV và bảo vệ da của chúng ta trước cái sự tác hại của tia UV. Nhưng BHA thì không. BHA lại làm da của chúng ta nhạy cảm hơn trước ánh sáng mặt trời lên 50%. Đây cũng là một sự khác biệt nữa nha. Và cuối cùng là tùy mỗi một nồng độ của salicylic acid thì sẽ có thể áp dụng vào các cái bệnh lý da liễu khác nhau. Salicylic acid không chỉ có tác dụng trong mỗi điều trị mụn đâu các bạn, nó còn có rất nhiều tác dụng khác nữa và phụ thuộc rất nhiều vào cái nồng độ cũng như là cách sử dụng cũng như là cái dạng thức của sản phẩm nữa. Ví dụ như các bạn bị mụn rồi các bạn vẩy nến này, viêm da dầu này, dày sừng nang lông này thì có thể dùng những cái phần trăm cao hơn là 4%, 5% đến 10%. Rồi các bạn bị mụn cóc này, hạt cơm này, dày gọi là gì nhỉ? Chai tay, chai chân á, các bạn có thể dùng cái nồng độ cao hơn nữa như là 10, 20, 30, 40%. Hay là trong các cái trường hợp peel da đúng không nào? Các bạn thấy là người ta dùng salicylic acid để peel da thì làm lột đi các cái lớp tế bào chết ở trên da mặt thì có thể dùng những cái nồng độ tương đối là cao như là 20%, 30%. Bây giờ sẽ đi vào thứ ba, đó là một vài các cái hiểu chưa đúng về salicylic acid mà mình thường gặp các bạn hiểu sai nhé. Rồi thì mình sẽ nói luôn trong cái video này. Thứ nhất đó là việc chọn sản phẩm salicylic acid. Thì các bạn cứ nghĩ rằng là phải chọn những cái sản phẩm mà có tính acid thật là cao, nó nền cồn thì mới thấy hiệu quả. Có thể cái loại acid thì các bạn có thể thấy hiệu quả nhanh hơn, nhưng các bạn lại không nên dùng một cái thời gian quá dài và thường xuyên. Trong khi cái loại mà cái pH nó trung tính hơn thì các bạn có thể an toàn hơn trong cái việc sử dụng lâu dài vì nó không làm tổn thương cái hàng rào bảo vệ da nhé. Đây là một điều rất là quan trọng ha, các bạn phải thay đổi cái suy nghĩ đó đi. Rồi những cái mà các bạn còn lấn cấn trong cái việc mà sử dụng kết hợp mà BHA hay là salicylic acid với những cái thành phần khác trong dược mỹ phẩm, niacinamide, vitamin C, hay là probiotic, những cái sản phẩm mà các bạn cũng nên dùng cách xa một chút so với cái salicylic acid mà mình đang dùng, hoặc là có thể thay đổi khác buổi đi hoặc là khác ngày đi, để giảm cái tình trạng kích ứng cũng như là thay đổi của sản phẩm.
Rồi một cái suy nghĩ nữa đó là salicylic acid có làm mỏng da hay không, thì cái này cũng phụ thuộc vào việc các bạn, tần suất sử dụng của các bạn, nồng độ mà các bạn chọn. Và nếu như cái để bong da mà thường xuyên hay là mình dùng quá nhiều với cái tần suất quá nhiều thì chắc chắn là có làm mỏng rồi, chắc chắn là có mỏng đúng không các bạn. Nên là với những cái nồng độ phù hợp mình xem cái nồng độ nào mình có thể dùng thường xuyên và nồng độ nào thì không ha. Rồi tiếp theo đó sẽ là một vài các cái tác dụng phụ khi mà các bạn dùng sai cách nha. Thì mình cũng hay gặp nhất đó chính là các bạn bị kích ứng là hay gặp nhất. À, đầy mụn là đương nhiên rồi. Thường là giai đoạn đầu các bạn 1 đến 3 tháng đầu các bạn dùng các acid thì bao giờ nó cũng sẽ có cái trường hợp đầy mụn thôi. À, nhưng mà đầy mụn ít ít thì ok. Còn đầy mụn mà nhiều quá thì thôi gặp bác sĩ thôi, là bác sĩ sẽ cho thêm thuốc nha, hoặc là các bạn dừng sản phẩm đó thì không có gì khó khăn quá cả. À, một cái nữa đó là tăng sắc tố. Tăng sắc tố là cũng hay gặp nha. Các bạn ví dụ các bạn dùng quá nhiều á, đặc biệt là cái vùng miệng này này. À, các bạn dùng nhiều quá, các bạn bôi nhiều quá là nó sẽ tăng sắc tố, nó đen thui cả cái miệng này, là bác sĩ cũng gặp rất là nhiều cái trường hợp như thế rồi. À, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái sản phẩm, các cái sản phẩm mà các bạn có thể dễ dàng tìm mua ở trên thị trường hiện nay. Và các bạn biết là một cái nhãn hàng mà có rất là nhiều sản phẩm salicylic acid chính là Polar, thì mình đang hiện tại đang có tất cả các phần trăm của salicylic acid ở đây, mình sẽ lấy luôn để làm ví dụ cho các bạn trong từng cái nồng độ phần trăm các bạn nên dùng như thế nào, tần suất dùng ra làm sao và phù hợp với những làn da như thế nào nhé. Rồi đầu tiên sẽ là em 1%, 1%. Mình thấy ít bạn dùng cái này, ít không nhiều bạn dùng cái này. Thường là do các bạn chưa có biết là da mình phù hợp với cái nào để mà dùng ấy. À, nên các bạn nghĩ là chắc 1% nó nhẹ quá, dùng làm gì đúng không? Thì bây giờ nghe bác sĩ phân tích đã, xem là các bạn có phù hợp với cái sản phẩm này hay không nha. Tên đầy đủ của nó là kem 1% BHA lotion exfoliant. À, thì cái thành phần của em này là chứa 1% salicylic acid. Tất cả các sản phẩm BHA của nhà Paula Choi thì đều sử dụng salicylic acid hết. À, thì đây cũng là một cái điểm cộng. Thì chứa 1% salicylic acid này. À, ngoài ra thì cũng có thành phần dưỡng ẩm như là beta glucan, rồi là chiết xuất cam thảo làm sáng này, chiết xuất trà xanh chống oxy hóa và làm dịu. À, thì với một cái thành phần cũng tương đối là cơ bản. Và cũng không có thành phần gây mụn ở trong này đâu. À, sản phẩm này không có cồn khô. Tất cả các sản phẩm nhà Paula Choi đều không có cồn khô. Đây cũng là một cái điểm cộng rất là đáng lưu tâm. À, thì 1%, 1% cái tác dụng của nó sẽ chỉ ở dừng ở mức độ là kháng viêm, kiềm khuẩn thôi. Chứ còn để mà tiêu tiêu sừng, rồi là bong da, rạch sợi bã nhờ thì chắc là bạn không thấy đâu. Nhưng cái sản phẩm này sẽ phù hợp với những bạn như nào? Những bạn mà có làn da nhạy cảm này, những bạn mà da dễ mẩn đỏ, hay là chưa có dùng BHA bao giờ, sợ cái tình trạng mà đầy mụn, thì các bạn có thể sử dụng em này như một bước làm quen. Và thực ra thì khi mà mình dùng thì mình nghĩ là em này sẽ phù hợp như một cái serum ấy các bạn. Như một cái serum cho những cái routine mà vô cùng là cơ bản ạ. Tại vì các bạn nhìn cái texture của nó, tại vì các bạn lotion như thế này nó như là serum vậy đó. Thấm cũng rất nhanh và gần như cũng không có mùi gì cả. Các bạn có thể dùng nó như một cái serum dưỡng luôn cũng được, hàng ngày sáng tối. Rồi một sản phẩm thứ hai là một cái sản phẩm mà quá quen thuộc của dân skincare rồi đúng không? Và cũng có rất mặt rất là nhiều trong các cái video của mình rồi. Đây sẽ là em BHA 2% và cũng là salicylic acid ha. Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant, salicylic acid. Thì cái thành phần của em này 2% salicylic acid này. Ngoài ra thì sẽ có các cái thành phần là chiết xuất trà xanh và một vài các cái thành phần dưỡng ẩm. À, không có cồn khô ha, sử dụng butylen glycol, cũng không có bất kỳ một cái tinh dầu nào hay là mùi gì trong cái sản phẩm này hết. Mình đã check thành phần thì cũng không có một cái thành phần gây mụn nào trong sản phẩm này đâu. Đa số các bạn khi các bạn dùng ấy, các bạn sẽ hay nói là sản phẩm này hiệu quả nó không cao hay là có thể gây mụn này kia, thì thực ra không, sản phẩm này sẽ không gây mụn đâu. Với những bạn mà đã có mụn viêm, mụn mà mức trung bình rồi thì mỗi mình BHA thì không thể mà điều trị hết được, thì thường bác sĩ sẽ kết hợp cùng với những cái sản phẩm thuốc bôi khác, chứ không thể mình BHA được. Nhưng mà BHA này cũng là một cái sản phẩm mà mình thấy rất là ổn. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có chứa cồn mà không có sợ nó bị tổn thương cái hàng rào bảo vệ da của các bạn. Tại sao mình cứ phải nhấn mạnh đến cái hàng rào bảo vệ da? Các bạn cứ nghĩ nó đơn giản, các bạn cứ nghĩ nó đơn giản nhưng mà nó lại rất là quan trọng. À, cái gì cũng thế, nếu như các bạn phá vỡ cái gì tự nhiên ấy, nó cũng không hay. Giống như việc các bạn đi làm thẩm mỹ vậy đó, các bạn tiêm hay là các bạn làm cho nó cái này cái kia cao lên, các bạn làm quá thì các bạn thành xấu đúng không nào. Nên là cái gì mình cũng phải tôn trọng tự nhiên thì như thế mình sẽ đẹp trường tồn mãi mãi được. Chứ nếu các bạn cứ dùng những thứ nó vô cùng là mạnh, cứ phải mạnh vào các bạn làm tổn thương cái làn da và sau đó mất rất là nhiều thời gian để làn da của mình trở lại bình thường rất là lâu ha. Thì đây là một cái sản phẩm tương đối là an toàn cho các bạn có thể tự dùng được, dùng hàng ngày, dạng liquid thấm rất là nhanh. Nghĩ là không cần phải nói thêm về cái sản phẩm này nữa vì chắc là nhiều bạn đã biết đến nó rồi.
và dạ liquid thôi. Các bạn có thể cho da bông hoặc là cho da tay trực tiếp cũng được. Với những bạn mà không thích dùng bông nhá, hoặc là các bạn hay bị rát khi mà dùng bông ấy, các bạn có thể cho da tay và apply thẳng lên mặt. Ok, không vấn đề gì hết. Và ngoài ra thì cái sản phẩm này các bạn hoàn toàn vẫn có thể dùng được các cái vùng khác trên cơ thể, chứ không phải chỉ mỗi mặt. Như cái video trước mà mình có nói, các bạn có thể dùng ở nách, các bạn có thể dùng ở ngực, các bạn có thể dùng ở lưng, mông, đó. Chỗ nào cũng được nhá. Tại vì nó vẫn là salicylic acid mà là 2%. Các bạn dùng thường xuyên đi là da của mình cũng sẽ mịn màng hơn đấy ha. Rồi, một cái sản phẩm nữa. Đâu ta? Đây. Cũng là salicylic acid 2%, nhà Paula có hai sản phẩm salicylic 2% nhưng mà nó có cái gì khác nhau nha. Đây là Daily Post Refining Treatment 2% BHA. À, đây. Rồi cái thành phần em này thì có cái gì nào? Thành phần em này cũng có 2% salicylic acid này. Ngoài ra thì em này sẽ có thêm nhiều các cái thành phần chống oxy hóa hơn. Ví dụ như là peptide để chống lão hóa, chiết xuất rễ cam thảo có vỏ cây liễu kháng viêm, nó cũng là một dạng salicylic acid mà từ thiên nhiên. Rồi có HA, glycerin giữ ẩm, B5, allantoin làm dịu ha. Các bạn thấy là nó có nhiều các cái thành phần dưỡng ẩm rồi chống lão hóa hơn. Các bạn biết là nó sẽ phù hợp với da nào rồi đúng không? Dạng liquid giống hết em này luôn. Thì cái sản phẩm này do nó có nhiều cái thành phần chống lão hóa hơn nên nó sẽ phù hợp hơn với các bạn da thường, da hỗn hợp ha. Các bạn da lão hóa, lỗ chân lông to thì em này sẽ phù hợp hơn. Và các bạn hoàn toàn vẫn có thể sử dụng nó cả sáng cả tối như là một bước toner mà không có lo bị khô da một xíu nào đâu. Rồi một sản phẩm tiếp theo mà bác sĩ rất là thích đó là đây, đó là Advanced Pore Refining Treatment 4% BHA ha. Rồi, mình sẽ giải thích tại sao mình thích. Sản phẩm này sẽ có những thành phần nào nào? 4% BHA này. Ngoài ra có chiết xuất nho, trà xanh chống lão hóa, adenosine tăng tái tạo tế bào, allantoin, glycerin giúp dưỡng ẩm này và làm dịu da. Cái thành phần nó cũng tương tự như là EMPO 2%, nhưng cái thành phần salicylic của nó cao hơn là 4% ha. Cái texture của nó mình cũng rất là thích. Nó sẽ là cái dạng serum như thế này các bạn ạ, chứ nó không phải là dạng nước đâu. Đấy, dạng serum như này. Cũng không có mùi, không có cồn. Tất cả các sản phẩm này đều không có hương liệu và không có cồn ha. Rồi, thì cái sản phẩm này mình nghĩ là các bạn cũng có thể dùng như một cái serum, nhưng mà không nên sử dụng quá lâu đâu. Có thể dùng một hoặc hai liệu trình là ok rồi, nó ra ổn là được. Còn cũng không nên dùng quá lâu vì 4% là cũng tác dụng của nó cũng là tác dụng tiêu sừng rồi. Thì cái sản phẩm này sẽ rất là phù hợp với các bạn da thường, da hỗn hợp, da dầu, da nhiều sợi bã nhờn, da có dây sừng, lỗ chân lông to, nếp nhăn, dây sừng, đó là rất là phù hợp với cái sản phẩm này ha. Và em đến nồng độ cao nhưng mà dùng cũng không hề bị rát hay là châm chích gì đâu các bạn. Nên các bạn nhiều khi các bạn nghĩ là cái này nồng độ cao nhỡ mà dùng kích ứng này kia, nhưng mà không, mình thấy dùng cũng rất là êm và mình đã cho bệnh nhân dùng rồi. Thì mình có một bệnh nhân mà bệnh nhân ấy dây sừng khá là nhiều, mụn ẩn cứ li ti đầy mặt luôn, thì mình đã quyết định cho dùng cái 4% này và bây giờ đã rất là đẹp rồi. Và mình không thể nhớ được tên bạn là gì để tìm lại cái ảnh da của bạn ấy cho các bạn xem. Nhưng mà chắc là bây giờ da bạn đẹp rồi, bạn ấy quên bác sĩ luôn rồi các bạn. Rồi, một cái sản phẩm cuối cùng là nồng độ phần trăm là 9%. Thì đây chắc là chỉ có nhãn hàng này Paula mới có cái sản phẩm 9% này được bán trên thị trường thôi. Bởi vì các cái phần trăm khác các bạn có thể tìm ấy, nhưng mà thường là nó sẽ là ở cái dạng treatment các bác sĩ dùng cho bệnh nhân thôi. Còn đây là cái sản phẩm mà các bạn hoàn toàn có thể mua được trên thị trường. Vậy thì cái cách dùng của nó như thế nào? Quan trọng là mình phải biết cách dùng thì mình mới có thể dùng an toàn được. Đây là sản phẩm 9% và nó nhỏ nhỏ như thế này thôi, và nó là dạng gel các bạn ạ. Mình sẽ không mở ra đây để nó dây ra tay ấy. Nó sẽ là dạng gel. Và tất cả các cái sản phẩm salicylic acid của nhà Paula thì đều sử dụng butylene glycol hết, nên là các bạn yên tâm là sẽ không có một cái nào có cồn khô luôn, không có cái nào luôn, cũng chẳng có cái nào có hương liệu cả. Đây là một điểm rất là tuyệt vời của nhãn hàng này. Thì đây là sản phẩm 9% nha. Vậy 9% thì cái tác dụng tiêu sừng của nó đã tốt hơn rất là nhiều rồi. Vậy thì chúng ta sẽ dùng như thế nào? Thứ nhất là để chấm mụn. Các bạn có mụn viêm hoặc là những cái mụn mà nó đã như các bạn nói là chai rồi đấy, các bạn có thể chấm vào cái vùng mụn đó, massage để cho nó bong cái lớp sừng ra được ha. Rồi hoặc là các bạn có thể dùng peel, dùng như một cái sản phẩm peel nhẹ nhàng cho những cái vùng như là mũi này, hay là những cái vùng mà có nhiều các cái sợi bã nhờn mình có thể bôi lên sau khi mình rửa mặt xong sạch sẽ rồi ha. Mình có thể bôi một cái lớp mỏng cái gel này lên để khoảng độ mấy phút thôi, để khoảng độ 3 phút đến 5 phút thôi nhé. Hoặc là nếu như bạn nào mà thấy châm chích thì có thể rửa đi luôn, đúng không? Ngoài ra thì các bạn có thể chấm những cái mụn cóc, mụn cơ ở trên mặt cũng đều được, nhưng mà không được chấm vào nốt ruồi hoặc là các cái bớt nha các bạn nhé. Salicylic acid thì ngoài những cái sản phẩm mà các bạn thấy có thể mua trên thị trường ấy, thì nó còn có những cái trong những cái sản phẩm khác như là trong xà phòng để mình tắm ở những cái trường hợp mà các bạn da dày sừng này, hay là những cái dạng ointment với cái nồng độ cao để mình có thể điều trị những cái chai chân chẳng hạn. Đấy, thì salicylic acid là có rất là nhiều các cái tác dụng đúng không? Rồi, hết video ở đây nhá các bạn. Mình nghĩ là các bạn cũng sẽ có rất là nhiều thông tin về salicylic acid này, tác dụng của nó đến đâu, rồi cách dùng của từng cái sản phẩm như thế nào.
và cái sự khác nhau của salicylic acid cũng như là BHA là gì. Và hôm nay cái video này sẽ có hai phần quà, đó là hai lọ BHA này nha, dành cho hai bạn may mắn. Và để tham gia nhận quà thì hôm nay sẽ có một câu hỏi, đó là salicylic acid có tác dụng gì khác so với BHA? À, cộng với một cái số có 3 chữ số là số may mắn của các bạn. Và các bạn cũng đừng quên là share video trên trang cá nhân và tag hai người bạn vào nhé. Ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Các bạn đừng quên like, share và subscribe channel của bác sĩ nha, để cho mình có thêm nhiều năng lượng làm tiếp các cái video tiếp theo. Và chúc bạn may mắn là nhận được quà trong năm mới nhé. Bye bye, Happy New Year!